Tôi sẽ hướng dẫn các bạn móc áo cho búp bê Barbie với kiểu như thế này. Chúng ta cần kim móc số 2 hoặc số 3, kéo và chỉ cotton Việt Nam 2 màu, màu trắng để viền phần giữa và màu đỏ. Các bạn có thể móc màu nào tùy theo ý thích của mình. Trước tiên, các bạn sẽ móc một dây bính gồm 21 bính. Bạn móc một dây bính gồm 21 bính. Ta sẽ lên 3 bính để móc hàng thứ nhất. 3 bính này sẽ được tính là mũi móc kép thứ nhất. Các bạn sẽ móc mũi móc kép thứ hai. Sau đó các bạn sẽ bỏ hai chân móc móc vào chân móc thứ ba. Ta móc hai mũi móc kép chụm vào một chân móc. Các bạn móc một bính. Tiếp tục sẽ móc hai mũi móc kép vào vị trí vừa rồi. Tiếp theo, các bạn sẽ bỏ hai chân móc móc vào chân móc thứ ba. Hai mũi móc kép chụm vào một chân móc. Các bạn sẽ móc một bính và tiếp tục móc hai mũi móc kép vào chân bính vào chân móc vừa rồi. Đã móc được hai hoa văn. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho đến hết hàng. Tiếp tục, các bạn sẽ bỏ hai chân móc. Ta móc hai mũi móc kép cuối cùng vào hai chân móc cuối cùng của hàng thứ nhất. Tiếp theo, các bạn sẽ lên 3 bính để tiếp tục hàng thứ hai. Các bạn móc hai mũi móc kép vào hai chân móc đầu tiên. Bạn sẽ móc một mũi móc kép lần phía dưới. Tiếp tục, các bạn sẽ móc một mũi móc kép vào chính giữa. Bạn sẽ bỏ một bính. Tiếp tục ta sẽ móc hoa văn thứ hai.
bạn móc như vậy cho đến hết hàng. Các bạn sẽ móc hai mũi móc kép vào hai chân móc cuối để kết thúc hàng thứ hai. Tiếp tục lên 3 bính để tiếp tục cho hàng thứ ba. 3 bính vừa rồi sẽ được tính là mũi móc kép thứ nhất. Các bạn sẽ móc mũi móc kép thứ hai vào chân móc thứ hai. Tiếp theo qua gian thứ hai, các bạn tiếp tục móc như vậy cho đến hết hàng. Tiếp theo, các bạn sẽ móc hai mũi móc kép vào hai chân móc cuối. Đã hoàn thành xong hàng thứ ba. Tiếp tục các bạn sẽ lên hai bính. Ở hàng thứ ba ta sẽ móc ba mũi móc kép chụm vào một đầu. Ba bính vừa rồi ta sẽ tính là mũi móc kép thứ nhất, mũi móc kép thứ hai, mũi móc kép thứ ba. Tiếp tục các bạn sẽ móc 6 mũi móc kép vào 6 chân móc kế tiếp. Mũi thứ nhất, các bạn tiếp tục móc 6 mũi móc kép. Mũi thứ hai, tiếp tục các bạn sẽ móc 17 mũi móc kép vào 17 chân móc kế tiếp. Các bạn cứ tiếp tục móc như vậy khi còn lại 3 chân móc cuối thì các bạn sẽ móc 3 mũi móc kép chụm vào một đầu. Ta sẽ móc 3 mũi móc kép vào 3 chân móc và chụm một đầu. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba.
Tiếp tục, các bạn sẽ lên hai bính. Ta sẽ móc hai mũi móc kép chụm vào một đầu. Tiếp tục, các bạn sẽ móc 3 mũi móc kép vào 3 chân móc kế tiếp. 1 2 3 Tiếp tục, các bạn sẽ lên 3 bính. Các bạn móc một mũi móc kép vào chân móc kế tiếp. Các bạn sẽ móc hai mũi móc kép chụm vào một đầu. Tiếp tục, các bạn sẽ lên 3 bính. Ba bính vừa rồi được tính là mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Ta vừa móc xong cái phần thân trên phía sau của áo. Các bạn lại chỉ và cắt chỉ. Tiếp theo, các bạn sẽ móc giống như vậy qua bên đây, hai bên đối xứng nhau. Các bạn sẽ lên hai bính. Các bạn sẽ móc hai mũi móc kép chụm vào một đầu. Tiếp tục, các bạn sẽ móc 3 mũi móc kép vào 3 chân móc kế tiếp. Tiếp tục, các bạn sẽ lên 2 bính, các bạn sẽ lên 3 bính. 3 bính sẽ được tính là mũi móc kép thứ nhất, mũi móc kép thứ hai. Các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép chụm vào một chân móc. Tiếp tục, các bạn sẽ lên 3 bính. Mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Chúng ta sẽ lại mối chỉ và cắt chỉ.
Tiếp theo, các bạn sẽ bỏ hai mũi chân móc. Các bạn sẽ móc các bạn lên hai bính. Ở đây các bạn sẽ móc hai mũi móc kép chụm vào một đầu. Tiếp tục, các bạn sẽ móc hai mũi móc kép vào hai chân móc. Tiếp tục, các bạn sẽ móc hai mũi móc kép chụm vào một đầu. Tiếp theo, các bạn sẽ lên hai bính. Các bạn sẽ móc hai mũi móc kép chụm vào một đầu. Tiếp theo, các bạn sẽ móc hai mũi móc kép vào hai chân móc kế tiếp. Tiếp tục, các bạn sẽ lên ba bính. Các bạn sẽ móc ba mũi móc kép vào ba chân móc. Các bạn sẽ lại chỉ và cắt chỉ. Tiếp tục, bạn sẽ móc bên đây để đối xứng với phần này. Các bạn sẽ bỏ hai chân móc, các bạn móc vào chân móc thứ ba, bạn lên hai bính, móc hai mũi móc kép chụm vào một đầu. Tiếp tục, các bạn sẽ móc hai mũi móc kép vào hai chân móc kế tiếp. Tiếp theo, các bạn sẽ móc hai mũi móc kép chụm vào một đầu. Các bạn sẽ lên hai bính. Các bạn sẽ móc mũi móc hai mũi móc kép chụm vào một đầu. Các bạn sẽ móc hai mũi móc kép vào hai chân móc còn lại. Tiếp tục, các bạn sẽ lên ba bính. Các bạn sẽ móc thêm hai mũi móc kép vào hai chân móc kế tiếp.